Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Xin chào và kính chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày sau Giáng sinh, ngày tháng 12, ngày 26, thưa quý vị. Và hiện tại nhiệt độ tại Westminster là chỉ có 46 độ mà thôi. Ngày hôm nay trời rất là lạnh, nhiệt độ cao nhất chỉ có 57 độ và đến tối và khuya nhiệt độ thấp nhất chỉ có 41 độ và trời có gió từ 7 tới 9 dặm một giờ và độ ẩm 66% và mưa rải rác vào buổi sáng, mưa nhiều hơn và tới trưa chiều thì mưa ít lại rất là nhiều và tới ngày mai thì trời nắng lên và ấm hơn so với ngày hôm nay là 61 độ. Kính thưa quý vị, trong lúc cơn mưa tầm tã và có thể nó có những dấu hiệu cho biết rằng một cơn bão sẽ tấn công ở tại miền Nam California đến từ Los Angeles cho đến San Diego, thì chúng ta hãy nhìn qua Philippines. Kính thưa quý vị, đó là một cái cơn bão chết người khác đã tấn công Philippines vào ngày lễ Giáng sinh, thưa Như Hiệt. Và một cơn bão chết người đã tấn công Philippines lần này là vào ngày Giáng sinh. Rất là không may mắn, thưa quý vị, và ít nhất 16 người chết sau cơn bão Fanfon và được đến với địa phương tên là Typhoon Oshala. Đây là tên của cơn bão, tấn công vào các đảo trung tâm của đất nước, lật đổ các tháp thuyền tải, phá tung nhà cửa, phá hủy nhà cửa và những chuyến bay bị cancel rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Và như quý vị cũng thấy ở trên màn ảnh, và nhiều người trong khu vực đa số theo Công giáo đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm gia đình và cơn bão đã ập đến. Cơn bão đã ảnh hưởng tới 2.300 người và hơn 1.600 người đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Theo cơ quan quản lý của thảm họa cho biết là khoảng 58.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão ập đến. Những công ty quyền lực và thông tin liên lạc hoặc một số vẫn khu vực hiện tại điện bị đang bị cắt đứt và những cơn bão đang vẫn còn hoành hành và dịu bớt so với ngày hôm qua. Kính thưa quý vị, đó là cơn bão đến từ Philippines. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến ngay ở nơi mà chúng ta đang sinh sống, đó là California và đặc biệt là một vài tiểu bang ở miền Tây Nam. Hiện nay đang đối chọi là một cái cơn đe dọa của tuyết, một kỷ lục ấm áp trên bờ biển Trung Tây đã bị mất đi. Và có thể nói rằng cái nạn lụt sẽ là một trong những cái sự kiện làm cho người ta lo ngại sau khi cơn bão đến từ miền Nam California. Bão sẽ đến mình vào phía Tây Nam và mối đe dọa đó là tuyết. Kỷ lục ấm áp trên tất cả những tiểu bang Trung Tây đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Một cơn bão mạnh mới đang tấn công ở bờ biển ở phía Tây của chúng ta và đặc biệt là chúng tôi muốn nói đến thành phố Los Angeles cho đến San Diego. Đây là một trong những cái cơn bão mang lấy mối đe dọa về lở bùn, lũ quét, gió quật và có thể tuyết trên núi rất nặng. Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển trên khắp đất nước và đang mạnh ảnh hưởng xấu tới vùng thời tiết ở tại bờ biển Trung Tây và bờ biển miền Đông Bắc vào cuối tuần này. Ngay sáng nay thì 5 tiểu bang từ California đến cho Nebraska đang chìm trong cảnh bão tuyết, lũ lụt và gió khi cơn bão này di chuyển về phía đông trong vài ngày tới. Sáng sớm hôm nay thì cơn bão mang đến những cái cơn mưa xối xả cho vùng Los Angeles và San Diego và với khả năng lũ quét và dòng chảy vùn có thể xảy ra. Tuyết rơi dày ở vùng núi Nam California ngay ở phía ngoài Los Angeles, thưa Như Huyền. Dạ, và ngày hôm qua anh Trọng cũng coi vào tối hôm qua thì có cái warning tornado đã xảy ra tại Tustin, Garden Grove và Santa Ana ngày hôm qua. Lần đầu tiên tại Cali mà có warning tornado. Và anh Trọng. Đúng như vậy, kính thưa quý vị, có thể nói thời tiết và tất cả những dự báo thời tiết đã cho thấy có nhiều sự kiện thay đổi. Ngay cả đến tại miền Nam California là một nơi tự hào có một cái thời tiết rất lý tưởng nhưng vẫn thay đổi rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta nói đến ngay sau ngày lễ Giáng sinh sẽ là một cái cơn bão ác mộng về vấn đề du lịch. Tất cả những chuyến bay, tất cả những sự di chuyển có thể bị đình trệ rất nhiều. Ngay sau Giáng sinh thì dự kiến sẽ là một cơn ác mộng du lịch. Thì tất cả các chuyên gia đều nói nếu bạn đang đi du lịch ở một ngày sau khi ngày lễ Giáng sinh thì một có thể nói đây là những cái số kiện mà có thể đưa đến cho bạn nhức đầu. Việc trước tiên chúng ta nói đến American Airlines. American Airlines
dự báo sẽ đón nhận 2.9 triệu du khách dự kiến sẽ bay trong ngày 26 và 27 tháng 12. Điều đó vượt qua 2.4 triệu người đi trên tất cả các hãng không Hoa Kỳ vào một ngày du lịch bình thường. Quý vị có thể tưởng tượng tất cả các hãng máy bay của Hoa Kỳ mỗi một ngày trung bình có khoảng 2.4 triệu người. Nhưng mà 2.9 triệu người sẽ đi bay và chỉ có riêng hãng American Airlines thôi trong ngày 26 và 27. Tuy nhiên điều đó có nghĩa ngày hôm nay và ngày mai, thưa quý vị. Và ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay, là ngày tồi tệ nhất mà các quý vị đi tới airport vì những người đã chuẩn bị sau Giáng sinh để đi về để làm việc. Và ước tính khoảng 104 triệu khách du lịch trong kỳ nghỉ sẽ lái xe đi từ các khu mà họ đi đến. Trước khi họ đi đến, trước Christmas cũng đã rất là bận rộn và rất là traffic, và ngày hôm nay cũng là ngày rất là traffic, thưa quý vị. Vào ngày thứ bảy, thứ tư là một cái con số cao nhất mà mọi người travel vì họ nghỉ làm để đi về lại những nơi mà họ để thứ hai được chuẩn bị làm việc, với những trẻ em nghỉ học và những cái trường Mỹ đã kéo dài rất là nhiều cho những trẻ em được nghỉ học cả một tuần cho tới tuần sau New Year, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, lũ quét đã đóng cửa Florida tại vì mưa gió tại Florida nên những cái máy bay cancel và bị delay rất là nhiều tại khu vực này. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói thời tiết và tất cả những sự kiện có thể nói làm không mấy vui lòng tất cả khách du lịch, thì bây giờ chúng ta nghĩ đến sau ngày lễ Christmas này thì chúng ta nên đi mua sắm ở đâu này, và mua sắm những gì. Những ngày cuối cùng của năm 2019 đang đến gần, và điều đó có nghĩa là các nhà bán lẻ đang dọn sạch cổ phiếu kỳ nghỉ cho sót lại của họ. Và như vậy thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể mua được đồ rẻ nhiều hơn trong những ngày trước đây. Trên thực tế thì một ngày sau Giáng sinh là một trong những ngày tốt nhất trong năm để chúng ta tìm thấy giá giảm sâu trong các nhiều mặt hàng, từ quần áo mùa đông, trang trí ngày lễ đến đồ trang sức và đồ điện tử bán chạy nhất trong nhà. Thưa quý vị, sau ngày lễ thì những đồ Giáng sinh sale rất là nhiều, tức là ví dụ như là ở Macy, giày thể thao nữ cũng đã sale Nike, và bên đó cạnh đó những cái áo casual và những cái đồ vào mùa đông sale chỉ có 65 đồng tại Macy mà thôi, và những cái áo khoác thể thao Nike cũng khoảng chừng 165 đồng. Và bên cạnh đó những cái chỗ khác, H&M và những cái mall và những cái hãng khác như là Skinny Jeans hoặc là Express cũng đã sale rất là nhiều. Những cái đồ Giáng sinh, đồ ấm phải sale xuống khoảng chừng 70%, và bao gồm trong đó 50%, trong đó áo len, quần áo là sau ngày hôm nay Giáng sinh sale rất là nhiều, nhất là đồ Christmas. Nếu quý vị mua đồ Christmas chuẩn bị cho năm sau, đồ trang trí Christmas thì bây giờ đi ra mua. Wow, như vậy là tất cả cái áo lạnh chùm đầu có lông thì chắc là cũng rẻ, cực khoảng giỏi lắm là khoảng 70-80 đô la. Dạ, 70-80, và có những ngày chỉ có 50 mà thôi. Nhưng mà đặc biệt bây giờ thì người ta thấy những người trẻ thời trang và họ lại đi mua sắm ở H&M, ở Zara, như nó những đó Zara là những cái nhiều. Zara là nhiều được. Cô đó sale cũng rất là nhiều. Nhiều họ giá sale giá rất là bình dân, nhưng mà rất là nhiều người trẻ trang phục rất là đẹp và họ ăn bận. Bây giờ hình như tôi cảm thấy họ không muốn bận đồ đẹp mà họ bận đồ sạch và đẹp với thời trang thôi. Rồi sau đó một cái thời gian ngắn họ dụt đi cũng được, phải không? Vâng. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sau ngày lễ Giáng sinh về vấn đề khí hậu, về vấn đề du lịch, về vấn đề đi mua sắm. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện quan trọng mà chúng ta nghĩ rằng đó là một cái món quà Giáng sinh nguy hiểm cho nhân loại đến từ Bắc Hàn. Bây giờ thì quân đội Hoa Kỳ họ đã có những biện pháp như thế nào sau khi Bắc Hàn đưa ra những cái gói hàng gọi là gói quà không mấy ai ưa ở trên hành tinh này? Lại nhìn chúng ta phải nói đến quân đội Hoa Kỳ đã gửi 4 máy bay giám sát đồng thời trên và chung quanh bán đảo Bắc Triều Tiên. Trong những gì mà các nhà theo dõi quân sự coi đây là một động thái bất thường, quân đội Hoa Kỳ đã gửi 4 máy bay giám sát đồng thời trên và xung quanh bay chung quanh bán đảo Bắc Triều Tiên trong tuần này để phản ứng với việc gọi là Bắc Triều Tiên đã đưa ra một lời kêu gọi gọi là món quà Giáng sinh có cho thế giới và Hoa Kỳ. Tất cả các sự kiện này đã diễn ra sau các báo cáo vào tuần trước rằng Triều Tiên đã cảnh báo về một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân có thể xảy ra vào cuối tháng 12 trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ với Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo của hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, thì máy bay Hoa Kỳ đã được phát hiện bởi một máy bay spot, mà tuy nhiên là một cái trang mạng mà theo dõi hàng không. Và trang mạng này tuyên bố rằng 4 máy bay của Hoa Kỳ được xác định là RC-135, tuy nhiên là một trong những cái máy bay có thể tiếp tế trên không, EAC, Aquifer Global Hawk và RC-135S Cobra Bow đã bay vào nhiệm vụ giữa đêm Giáng sinh và đầu Giáng sinh này
tất cả các báo cáo cho biết hai chiếc máy bay đầu tiên là bay ở độ cao 31.000 feet, trong khi đó chiếc Global Hawk bay ở độ cao 53.000 feet. Và các cơ thể theo dõi đã cho biết tất cả những sự kiện về những chuyến gọi là tuần thám của máy bay Hoa Kỳ trên không phận Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Kobalpo, một chiếc máy bay tiết nhiên liệu cũng đã bay qua Biển Đông. Vào đầu tháng này, Ri Tae-sol, một trong thứ trưởng ngoại giao của Bắc Triều Tiên, nói về các vấn đề với Hoa Kỳ, đã bày tỏ nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đang đàm phán với Thiện Chí và cáo buộc Mỹ đang thay vị trí khi họ cố gắng làm những cái điều khoản tốt hơn. Kính thưa quý vị, đó là chuyện Bắc Hàn đã đem đến một cái mối lo ngại cho nhân loại sau những lời thách thức và có thể nói rằng là món quà của họ khó có ai có thể chấp nhận. Mà Hoa Kỳ đã đối đáp lại bằng cách đưa tất cả máy bay tuần thám bay trên không phận Bắc Triều Tiên. Liệu sự kiện này có gây nên một cái tình trạng căng thẳng và có thể đi đến dẫn một cuộc chiến tranh hạt nhân hay không? Câu trả lời đến bây giờ ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng chưa có thể có câu trả lời dứt khoát. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy những sự chuẩn bị đề phòng đến từ Nhật Bản, đến từ Nam Hàn và tất cả những việc gọi là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng giống như tất cả các khu trục hạm ở trong hạm đội của bảy của Hoa Kỳ cũng có mặt ở tại bán đảo Bắc Triều Tiên. Điều này cho thấy rằng có thể Bắc Hàn là một trong những sự kiện quan trọng đáng có tầm nhìn theo dõi trong những ngày tháng tới đây. Quý vị đang cùng với Như Huyền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.